Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết xe ga điện Super Soco BCX 2021 nhìn rất giống như Honda SH với mức giá 123 triệu đồng. Cái mẫu tay ga điện Super Soco CBX 2021 nhìn cực kỳ hoành tráng, công nghệ cao, hiện đại diện cho rất nhiều châu lục, kể cả thị trường châu Á. Và hiện tại em ấy được rất nhiều người yêu thích. Super Soco là một dạng sức xe máy điện phổ biến ở Úc. Các công ty này cũng đã đưa các sản phẩm của mình hiện diện ở rất nhiều nơi ở châu Âu, tất cả châu Á, và được rất nhiều người đón nhận nhờ vào những ấn phẩm xe máy, xe tay ga điện cao cấp, mang một loạt những công nghệ đỉnh cao. Tiếp theo là cái bước thành công, Super Soco mới đây đã quyết định mở rộng thị trường sang tới Bắc Mỹ. Theo đó, Super Soco mới tung ra một cái chiếc tay ga điện CBX 2021 tại thị trường Canada. Cái chiếc CBX 2021 là một cái dòng xe cũng rất nổi tiếng, phong cách là bắt mắt, tính năng thực tiễn và công nghệ hiện đại. Cái con CBX 2021 có một cái vẻ ngoài phù hợp hơn với môi trường đô thị, đạt được quãng đường đi là 93 dặm, tương đương khoảng 150 km mỗi lần nạp đầy pin. Super Soco CBX 2021 có rất nhiều hiệu suất cũng tương đương với một dòng tay ga chạy xăng phân khối là 125cc. Chiếc xe được gắn một cái động cơ một cánh tay trục đơn, giúp cho việc thay đổi vệ sinh bánh sau dễ dàng hơn. Cái có động cơ điện này có khả năng cho ra công suất khoảng là 4,8 kW, tương đương là 5,4 mã lực, đạt được vận tốc đa là 56 dặm/giờ, tương đương là 90 km/giờ. Cái mẫu xe ga điện CBX 2021 sẽ hai tùy chọn pin là pin đơn và pin kép. Trong khi phiên bản pin đơn cho ra công suất là 2.7 kW, có mức giá niêm yết ra khoảng là 5.443 USD, tương đương là 123 triệu Việt Nam đồng. Trong khi phiên bản là pin đôi có mức giá đắt hơn, mức giá niêm yết ra khoảng là 6.919 USD, tương đương gần là 157 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy tiếp nhấn like, subscribe.